Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời chấn chỉnh khắc phục các tồn tại hạn chế trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị trong ngành triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm xử lý nghiêm các trường hợp bị thu hồi phù hiệu nhưng không nộp về sở. Bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở Thông Vận tải tổ chức giả soát để thực hiện đầy đủ có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ban an toàn giao thông tỉnh thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các chế tài xử lý vi phạm có liên quan nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp lái xe có phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định các vi phạm được phát hiện qua thanh tra kiểm tra về kinh doanh điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô